chuyển cái thông tin từ một cái phần mềm khác? Đây là câu hỏi các bạn, rất là nhiều bạn đang hỏi. Vậy thì cái nguyên lý của nó là như thế nào? Về mặt nguyên lý, tức là chúng ta kết thúc sử dụng cái phần mềm ở nơi khác thì chúng ta sẽ phải kết lại cái dữ liệu cần thiết phải chuyển qua phần mềm tiếp theo để không làm gián đoạn các cái thông tin. Vậy thì gián đoạn các thông tin bao gồm những thông tin nào mình cần phải kiểm soát? Thứ nhất, đó là thông tin về các cái danh mục hàng hóa của mình. Thứ hai, liên quan đến đối tác. Thứ ba, liên quan đến khách hàng của mình. Vậy thì đối với hàng hóa, đó là những danh mục rất đơn giản. Đối với nhà cung cấp, đó là bao gồm cái công nợ đầu kỳ nhà cung cấp và công nợ đầu kỳ khách hàng. Và có thêm một điểm nữa, đối với hàng hóa mình có cần phải chuyển cái hàng tồn kho từ bên phía cái phần mềm cũ sang phần mềm mới. Do vậy mình sẽ highlight 4 cái hạng mục này là cái điểm mà các bạn thường hơi khó hiểu nhất, bởi vì các bạn không định hình được những cái dữ liệu nào mình cắt để mình chuyển qua mà nó quan trọng. Mình sẽ highlight màu đỏ. Đó là bao gồm nhập hàng hóa tồn, khai báo lại công nợ đầu kỳ nhà cung cấp để tiếp tục theo dõi, khai báo tiếp về công nợ đầu kỳ khách hàng để tiếp tục theo dõi. Mình sẽ thanh lý sạch sẽ cái dữ liệu trên cái cửa hàng này. Mình sẽ thanh lý sạch sẽ toàn bộ mọi thứ. Đó. Như hồi nãy mình nói, các bạn muốn chuyển dữ liệu từ phần mềm khác qua thì các bạn phải bắt buộc phải lấy dữ liệu từ phần mềm khác đó về. Thì ở đây trên các cái trụ cột về hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng, thì ở đây mặc định, giả định mình đã tải cái dữ liệu của hàng hóa của phần mềm khác mình đang sử dụng về theo các cái thông tin, trường thông tin quan trọng bao gồm hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng ở đây. Ví dụ như đây mình đã tải sẵn về dữ liệu từ cái phần mềm đó là nhóm hàng hóa, đơn vị tính, trên mục hàng hóa và có số giá nhập và số lượng tồn để đảm bảo là nhập hàng tồn. Có khách hàng, có công nợ khách hàng sẵn ở đây, có nhà cung cấp mình đã tải về, đây là những nhà cung cấp của mình đã có công nợ nhà cung cấp như thế này, thuộc nhóm nhà cung cấp như thế này. Thì đây là tất cả dữ liệu đơn giản, không quá nhiều mà các bạn cần phải cắt tỉa để đưa về, đúng không ạ? Các bạn cũng không cần phải lấy lại tất cả những cái đơn hàng nhập từ bắt đầu khi sử dụng phần mềm khác đến nay, không cần thiết. Các bạn chỉ cần cắt nó lại tại thời điểm là hàng hóa tồn. Và các bạn cũng không cần phải lấy toàn bộ cái hóa đơn bán hàng từ trước đến nay để đưa qua. Cái này các bạn cũng không cần để đưa vào phần mềm mới, mà các bạn sẽ cắt cái phần công nợ khách hàng để các bạn theo dõi thêm. Tương tự như vậy đối với nhà cung cấp, các bạn cũng không cần phải lấy toàn bộ cái đơn nhập hàng từ trước đến nay, mà các bạn chỉ cần cắt cái công nợ nhà cung cấp, cắt cái hàng hóa tồn để thực hiện. Mình sẽ thực hiện nhanh việc thao tác. Vào trên mục nhóm hàng hóa, mình vào import tại biểu mẫu, mà biểu mẫu mình sẽ cố gắng thực hiện động tác này trong vòng khoảng 5 đến 10 phút, nên các bạn vui lòng thông cảm. Các bạn xóa dữ liệu sẵn, copy dán cái dữ liệu qua. Chọn thông tin, bấm nhập. Đây cũng là cái cơ hội để các bạn ôn lại cái bài cũ, đó là bài về thiết lập cửa hàng cơ bản. Các bạn import, bấm tải biểu mẫu. Các bạn vui lòng kiên nhẫn giúp mình nha. Thì đây cũng là cái cơ hội để các bạn nhìn lại kiến thức các bạn thao tác đối với phần mềm. Bạn gió nhấn dữ liệu vào, các bạn thấy không, bên này là viết liền không dấu, bên này viết có thể có dấu. Đã thành công. Tiếp tục đối với lại hàng hóa giao bán, import tại biểu mẫu. Các bạn xóa dữ liệu mẫu bởi vì nó không liên quan. Các bạn có lẽ có sẵn tên hàng hóa, các bạn có thể tạo là hàng hóa 1, hoặc các bạn có thể tạo cái mã hàng hóa sao cho phù hợp với bên phía của bạn. Các bạn nhập cái mã đơn vị tính,
bạn nhập mã nhóm hàng. Đây tất cả chỉ là một thao tác về Excel. Ở đây toàn bộ là hàng hóa, ví dụ như vậy. Toàn bộ là thao tác Excel nha các bạn, không có vấn đề gì cả. Dự bán lẻ ở đây copy có sẵn. Đối với những cái các bạn mà có những cái hệ số những cái mã đơn vị thứ hai, thứ ba thì các bạn có thể thao tác. Mình lưu thẳng vào đây luôn. Như vậy dữ liệu đã được nhập xong. Vậy thì mình đã ở bước là nhập đầy đủ nhóm hàng hóa, nhóm đơn trên mục hàng hóa, nhập hàng tồn. Giờ đến phiên mình sẽ nhập hàng tồn. Nhưng mà trước khi nhập hàng tồn đúng không ạ? Mình vào kho hàng, mình vào phiếu nhập kho, mình import mới, tạo biểu mẫu. Bạn vui lòng mở biểu mẫu mới lên, kho bán hàng. Các bạn có thể mở lại cái file của mình, nhập các thông tin trên hàng. Như nãy mình là H1 đúng không ạ? Mã đơn vị tính. Giá vốn của mình ở đây. Số lượng nhập ở đây. Được. Lưu lại. Mình bấm nhập liệu thì tự động toàn bộ số tiền, số hàng kho hàng nhập sẽ được liệt kê đây. Đó là những cái hàng tồn. Thì tương tự như vậy các bạn có thể thực hiện cho khách hàng, cho nhà cung cấp. Và như nãy mình có nói thì các bạn vào đây, vào đầu kỳ nhà công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng, để nhập số tiền đầu kỳ công nợ của khách hàng từ khách hàng.